Cái drama về việc là lộ thông tin leak của nhân vật mới có tên là Child Emperor đang có diễn biến mới các bạn ạ. À. Và thật sự để nói cho các bạn là nó có một cái thông tin hay là một cái diễn biến mới mà có thể nói là nó cực kỳ gắt hơn nữa so với những gì mà các bạn đã xem ngày hôm qua hơn. Thì như mọi người đã biết thì ngày hôm qua mình đã có đăng một cái video về việc đó, chính là giải thích toàn bộ drama của về vụ leak cực kỳ lớn của The Song và Battle Royale, cũng như là lần đầu tiên mà họ đã bị leak những cái thông tin như vậy. Và trong cái video đó thì mình đã có đề cập những người có liên quan như là các admin, bao gồm là Gentuba hay là Jeff đã được cho là có liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên là sau khi mà Satino cùng với những người có liên quan điều tra lại thì mới phát hiện ra rằng là hai người này đã không có liên quan gì với nhau cả, cũng như là không liên quan đến vụ leak mà TSB hay là The Song và Battle Royale đang gặp phải, mà đó là do một cá nhân khác. Tuy nhiên với diễn biến mới nhất từ cái vụ việc drama này thì mình sẽ tiết lộ cho bạn thông tin rằng là việc dường như, chỉ là dường như mà thôi, admin có tên là Gentuba lại tiếp tục dính thêm một cái vụ phốt nữa về việc là có thêm một vài cái lead mới lại xuất hiện trong thời gian mới đây. Đúng vậy, mọi người không nghe nhầm đâu, Gentuba lại tiếp tục bị lộ lead. Và cụ thể thì cái thông tin rò rỉ này nó có liên quan đến việc là Gentuba tiếp tục sâu cây cái nhân vật Kid Emperor hay là Child Emperor ra bên ngoài. Và cái điều này cũng không biết là có vô tình hay là cố ý hay không, tuy nhiên nó đang có một sự viral cực kỳ lớn ở trên TikTok. Và để biết cái video đó nó ra làm sao và nó như thế nào thì các bạn hãy xem hết video này để cùng mình tìm hiểu nha. Cái vấn đề này nó đang thực sự rất là căng luôn ấy, và nó thậm chí là đang có một cái chiều hướng đang tăng lên dần, và chính bản thân mình cũng không biết là chừng nào nó có thể kết thúc được đây, khi mà càng ngày thì càng có những cái bản leak mới nhất được tung ra. Bật mí cho các bạn một chút là thậm chí cái đoạn leak này hay là cái đoạn sâu cây về Kid Emperor mới nhất này nó thậm chí còn có luôn giọng của Gentuba trong cái video đó nữa mọi người ạ. Đấy, mới nghe qua thôi mà cũng thấy rất là gắt luôn rồi ha. Thì đây chính là cái video mà mình muốn cho các bạn xem ha. Đây, mọi người cứ xem qua một lượt cái đoạn video này, sau đó thì mình sẽ gọi là dịch cái đoạn video này ra cho các bạn nghe và các bạn có thể hình dung cũng như là hiểu được nha. Đầu tiên thì mọi người cứ xem qua một lượt đi. Đây có thể nói là một cái video đầy đủ nhất về cái bản leak mà về Kid Emperor mà mọi người có thể xem đấy. À, tại sao mà mình lại nói như vậy nhỉ? Nếu mà bạn có xem video ngày hôm qua của mình cũng như là có liên hệ cũng như là có quan tâm đến server Discord của Santino nói riêng và của cả The Song of Battle Realm nói chung thì các bạn sẽ biết được rằng là vào ngày 14 tháng 10 năm 2024 lúc 2 giờ 14 sáng thì Santino được xem là admin của TSB đã có đăng ra một cái video về việc đó là anh tung ra một cái đoạn clip đang sâu khai cái nhân vật gọi là Kid Emperor hay là Tiểu Bá Vương ấy, nhằm cho chúng ta có thể thấy được rằng là hoạt cảnh cũng như là cái cách chơi kỹ năng của nhân vật này ra làm sao. Nhưng mà tuy nhiên nói gì thì nói thì trong video đó thì mọi người có thể biết được rằng là nó chỉ có 20 giây mà thôi. Thì trong 20 giây ngắn ngủi này chúng ta được biết là cũng không thể nào thấy được một sự combo cũng như là hoàn thiện đối với cái nhân vật này. Đây, nếu mà mọi người quan tâm thì mọi người có thể xem ha. Nó chỉ có tung ra các skill gọi là từng skill thôi chứ cũng không thể nào thấy rõ ràng hết được. Rất là nhanh luôn, thậm chí là cái phút cuối ấy nó còn có show ra chỉ cái này mà thôi. Tức là chúng ta chỉ xem được tầm 10 giây trong cái video 20 giây này. Nhưng mà với cái video của một TikToker có tên là Bitfreak này à, mình cũng không biết là mình có đọc đúng hay không nữa. Tuy nhiên là cái video này vào khoảng 2 ngày trước. Và như mọi người đang thấy trong cái video này thì nó đang có đến tận là 33 giây cho một đoạn lead ở trên TikTok. Đây có thể nói là một thời gian rất là dài so với chỉ 10 giây mà Santino đã đưa ra cho các bạn xem cũng như là mình. Và một điểm cộng trong cái video này nữa là không biết là có vô tình hay là cố ý hay không, tuy nhiên là trong cái đoạn clip TikTok ngắn này thậm chí còn có cả giọng của Gentuba lồng trong đó nữa. Nói chung là mọi người cứ xem đi, đây có thể nói là một bản lead đầy đủ nhất về nhân vật Child Emperor tính cho đến thời điểm này. Đây, mọi người đang thấy ha, thậm chí là đang có một trận combat nảy lửa luôn này. Đấy. Và mọi người có thể thấy là cách combo của nó là như thế nào ha. Đấy, cực kỳ hoành tráng luôn này. À, còn một cái chơi, một chiêu whip bomb này. Bùm. Ok, đấy. Mọi người có thể nghe giọng của Gentuba luôn ha. Và một cái thêm một cái tester đối thủ này, đấy. Tuy nhiên thì có thể thấy là chiêu G vẫn chưa hoàn thiện ha. Và nếu các bạn có để ý thì trong cái đoạn cũng như là một cái thông tin mới nhất cũng như là một sự chia sẻ của Santino thì Kid Emperor sau khi mà bị leak ra thì có nguy cơ là sẽ có thêm một chiêu 4 nữa nha, để tránh cho các bạn có thể nói là nhàm chán khi mà đã thấy hết 3 skill còn lại. Cho nên là Santino cùng với các admin khác cũng dự định cho mình đó chính là tạo thêm một skill thứ 4 để có thể nói là vẫn giữ cho bạn sự ấn tượng ban đầu.
sau khi mà đã xem được cái list này. Và như mình đã nói ở đầu video, trước khi mà các bạn xem cái video list TikTok này thì mình sẽ chiếu cho bạn phụ đề tiếng Việt để các bạn có thể nghe và hiểu được Zentuba đã nói gì với Tester còn lại ha, để các bạn có thể hình dung được vấn đề một cách rõ ràng cũng như là tổng quát hơn. Alright, let me review the clip where I black flash Zentuba. Nice. Ah. That okay? Easy. Easy, Akka. Wait, is my mic better, by the way? No, it's still Alright. Oh my god. Và video TikTok trên không phải là tất cả, khi mà một TikToker khác có tên là Direct Gaming đã có đưa ra một cái hình ảnh gồm 3 hình ảnh ha, bao gồm có một cái hình ảnh có tiêu đề là Giant Emperor New Laser Arm Lead, là có nghĩa là nhân vật Giant Emperor có một cái tay laser rò rỉ. Đấy, mọi người nghe như thế nào? Và khi mà chúng ta lướt qua ấy thì chúng ta có thể thấy được rằng là đây chính là một cái tay ha, nhìn nó khá là giống cái đuôi trong game Rugu với mọi người, nhưng mà nó không phải ha, nó đây chính là một cái cánh tay. Và ở đây có cái hình cánh tay này mọi người, và cái hình ảnh này có thể cho chúng ta thấy được rằng đây rất có khả năng cao đó chính là chiêu 4, và cũng có thể đây chính là một chiêu nọ, chiêu G với mọi người. Khi mà ấn nút G thì các bạn sẽ có được 3 skill vân vân ấy, thì rất có khả năng cao là nó cũng đã bị leak ra rồi ha. Tuy nhiên thì nói gì thì nói, đây vẫn là một cái leak cực kỳ khủng khiếp. Khi mà chưa gì hết mà đã bị leak ra như thế này rồi thì không biết là có tạo được sự bất ngờ như những gì mà Sentinel cùng với các admin khác mong muốn đối với tựa game này hay không. Thì về vấn đề đó thì có vẻ như là mình cũng không biết được nữa các bạn ạ. Và tiếp theo chúng ta đến với một TikToker khác có tên là Ryusine. Rồi, và thứ mình muốn nói ở đây đó chính là cái icon của nhân vật này. Không cần phải nói thì nhìn vào đây thì mọi người và những người đang xem video này cũng biết nó đang diễn tả đến nhân vật gì rồi. Đó chính là một cái icon có cái cặp này, và ở bên trong cái cặp cũng như là những cái khóa này nó có những cái máy móc. Và có thể nói đây chính xác là cái icon chọn character mà The Song of Battleground đang định làm cho nhân vật Giant Emperor đối với tựa game cũng như là update mới nhất của mình trong tương lai. Thậm chí là bức ảnh tiếp theo nó còn leak hoàn toàn luôn ấy. Map Prodigy này, tức là cái tên của nhân vật mới Kid Emperor ha, Child Emperor ấy, lộ luôn cả cái tên của nhân vật mới nhất luôn rồi thì còn gì nữa đâu mà tạo ấn tượng, đúng không mọi người? Khá là khó cho những admin của The Song of Battleground đây. Ok, và với những cái bản leak như thế này thì có vẻ như là The Song of Battleground cũng như là admin nói chung và Sentinel nói riêng có lẽ như là còn khá là nhiều việc cần phải làm, khi mà những tưởng là cái bản list cuối cùng ấy của Sentinel đưa ra ở trên Discord là cái bản list cuối cùng rồi, cũng như là thông tin rò rỉ cuối cùng rồi. Tuy nhiên mà sau khi mà mình lục lại ở trên TikTok và vô tình thấy ấy, thì mình phát hiện ra rằng có rất là nhiều những TikToker cũng đã có những cái bản list cũng như là những cái thông tin mới nhất, thậm chí là mình còn không biết, và có khả năng cao là cả Satino cũng không biết được nữa. Rất là nhiều những giả thuyết đã được đặt ra rằng là không lẽ Zentuba lại tiếp tục phản bội Santino nữa hay sao? Về cái sự việc này thì nếu các bạn có những cái nhận xét cũng như là cái cảm xúc hay là những cái ý kiến khác đối với mình như thế nào thì hãy comment xuống dưới video này để mình và các bạn khác cùng biết với nha. Còn bây giờ thì có vẻ như là video này cũng khá là dài rồi, và nếu các bạn thấy thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like và là đăng ký ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì bye bye, và mình chúc các bạn một ngày tốt lành. Bye bye các bạn, và mình sẽ gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.